Xin kính chào quý vị và các bạn đang xem bản tin thời sự đặc biệt của Thời báo Kinh tế Việt Nam. Chương trình thời sự đặc biệt năm Mậu Tuất 2018 có những nội dung chính sau. Giáo sư tổng biên tập gặp mặt đầu xuân Mậu Tuất với toàn thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên Thời báo Kinh tế Việt Nam chúc Tết đầu xuân và quán triệt mục tiêu hoạt động năm 2018. Kỷ niệm 30 năm FDI Việt Nam được đánh dấu bằng sự kiện lớn của Thời báo Kinh tế Việt Nam, đó là chương trình Rồng Vàng và Thương hiệu Mạnh Việt Nam. Chương trình đang tiến gần tới mốc 20 năm tổ chức. Hàng loạt các sự kiện lớn thường niên, sự kiện theo dòng thời sự đã được Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức với sự tham gia của tất cả các ấn phẩm, tạo nên một sản phẩm báo chí, truyền thông, tương tác mang lại hiệu quả cao về kinh tế và thương hiệu của Thời báo Kinh tế Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp. Năm 2018, năm của những cung bậc cảm xúc đối với toàn thể ban lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Thời báo Kinh tế Việt Nam. Thế kiềng ba trụ đang tạo nên những nền tảng vững chắc cho những mục tiêu cao hơn của Thời báo Kinh tế Việt Nam trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Sau đây là những thông tin chi tiết. Đầu xuân năm Mậu Tuất 2018, tại trụ sở của Thời báo Kinh tế Việt Nam, giáo sư Đào Nguyên Cát, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam đã gặp mặt toàn thể ban lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên Thời báo Kinh tế Việt Nam. Nhân dịp đầu xuân mới để chúc Tết và quán triệt mục tiêu hoạt động năm 2018. Đây là sự kiện thường niên vào đúng ngày đầu xuân năm mới. Ngoài mục tiêu và các chương trình hành động đã được các phòng ban lên kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của mình trình lên tổng biên tập, thì phần được mong đợi nhất của buổi gặp mặt đó chính là lì xì đầu xuân. Một cơ quan báo chí kinh tế lớn với sứ mệnh phản ánh và kết nối nhịp sống kinh tế trong nước và quốc tế, tất cả các ấn phẩm của Thời báo Kinh tế Việt Nam đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và đặc biệt, cơ quan Thời báo Kinh tế Việt Nam đã đóng góp một phần quan trọng vào thành công sự kiện APEC năm 2017. Năm 2018, sự kiện đánh dấu mốc tròn 30 năm FDI Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam trong khuôn khổ chương trình liên hoan các doanh nghiệp Rồng Vàng và Thương hạnh Việt Nam đã được Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức trong 2 ngày, 13 và 14 tháng 4 năm 2018 tại thủ đô Hà Nội. Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng nhiều lãnh đạo của Quốc hội, các ban đảng, các bộ ngành, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Cũng tại chương trình gala chào mừng sự kiện 30 năm FDI Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng đại diện lãnh đạo Thời báo Kinh tế Việt Nam đã trao hoa chúc mừng tới 10 quốc gia vùng lãnh thổ có vốn FDI lớn nhất tại Việt Nam và 10 tỉnh thành phố của Việt Nam tiếp nhận vốn FDI lớn nhất. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao vai trò và những nỗ lực cũng như các sáng kiến truyền thông của Thời báo Kinh tế Việt Nam đã tạo động lực và hiệu quả cao, góp phần quan trọng vào những kết quả đạt được của kinh tế đất nước. Là cơ quan báo chí kinh tế hiện nay đang đứng đầu về sở hữu danh sách các sự kiện kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành và các sự kiện theo dòng thời sự có tính hội tụ và tương tác cao nhất trong các cơ quan báo chí tại Việt Nam. Sau sự kiện Rồng Vàng, Thương hiệu Mạnh, hàng loạt các sự kiện lớn, vừa và nhỏ do cơ quan Thời báo Kinh tế Việt Nam chủ trì và phối hợp với các bộ ngành chủ trì tiêu biểu như Hội thảo Kịch bản Kinh tế Việt Nam, Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững gắn với các giá trị bình đẳng, Chương trình Liên hoan các doanh nghiệp du lịch, The Guy Awards, Hội thảo Lúa, Diễn đàn Logistics Việt Nam, Chương trình Tin và Dùng Việt Nam, Hội thảo Phát triển Nguồn Nhân lực 4.0 và Diễn đàn Người tiêu dùng Việt Nam với các tọa đàm truyền thông, các chương trình nghiên cứu, đánh giá, khảo sát các nhãn hàng, thương hiệu và sản phẩm. Có thể nói bên cạnh các trang báo, mạng dịch vụ truyền thông sự kiện đa phương tiện đã và đang thể hiện thế mạnh của Thời báo Kinh tế Việt Nam, mang lại hiệu quả cả về kinh tế và thương hiệu. Thế giới đã bước sang năm 2019 3 tuần và với Việt Nam chúng ta sẽ chia tay năm cũ và đón năm mới trong 2 tuần tới. Một năm 365 ngày, tất cả chúng ta đã nỗ lực bằng cả sự tĩnh lặng, hối hả, bận rộn, thậm chí là cùng phòng đấy, cùng cơ quan đấy mà gặp nhau lần nào cũng vội. Có những câu chuyện vẫn chỉ thẳng dạ mà ra, chứ không đầu, không cuối. Hôm nay hội tụ ở đây và anh chị em cán bộ, phóng viên, nhân viên văn phòng miền Nam đang hướng về sự kiện này, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại để cùng chạm những cảm xúc đã qua. Dưới sự chỉ đạo sát sao của tổng biên tập, tất thảy các phòng ban chức năng của Thời báo Kinh tế Việt Nam đã nỗ lực hàng ngày, kể cả là hàng đêm sáng đèn email và Facebook để làm việc và trao đổi công việc. Kết quả là doanh số năm 2018 đã đạt được 54 tỷ đồng. Các ấn phẩm thuộc Thời báo Kinh tế Việt Nam đã tập trung nâng cao chất lượng, phát triển về chiều sâu và chiều cao.
thay vì dàn hàng ngang về chiều rộng. Sự chỉ đạo và quyết sách này của Tổng biên tập và Bộ biên tập hoàn toàn phù hợp với bối cảnh mới về quản lý và phát triển báo chí, cũng như xu hướng vận động không ngừng hội tụ và chia sẻ của sự phát triển nói chung. The Guide và Tư vấn tiêu dùng, hai ấn phẩm cover hai lĩnh vực mũi nhọn của nền kinh tế là du lịch và ngành hàng tiêu dùng. Ngay sau khi hội tụ về Thời báo Kinh tế Việt Nam, VN Economy và Việt Nam Economic Times, dù còn nhiều khó khăn, song đã và đang thể hiện những khả năng phát triển và sẽ bứt phá hơn trong thời gian tới. Năm 2018 cũng là năm đầu tiên có những cảm xúc chưa từng có của 27 năm hình thành và phát triển Thời báo Kinh tế Việt Nam. Đối với giáo sư, tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam, với các lãnh đạo và các anh chị em phóng viên, nhân viên Thời báo Kinh tế Việt Nam, đề án quy hoạch báo chí đã đặt cơ quan Thời báo Kinh tế Việt Nam vào bước ngoặt của sự lựa chọn. Tuy nhiên, dù theo sự lựa chọn nào, giáo sư tổng biên tập cũng quán triệt kiên định với tinh thần và giá trị cốt lõi mà thương hiệu Thời báo Kinh tế Việt Nam đã định hình trong lòng độc giả trong suốt 27 năm qua. 2018 là năm hội ngộ từ quyết sách cấu trúc lại và hội tụ các ấn phẩm, song cũng là năm chia tay với một số cán bộ lãnh đạo và phóng viên thân thuộc của Thời báo Kinh tế Việt Nam. Trong suốt cả quá trình công tác hơn 6 năm tại Thời báo Kinh tế Việt Nam, thì cái điều tôi cảm nhận được hết là cái tình cảm gắn bó giữa anh em, giữa cá nhân tôi với anh em. Đa số là trẻ hơn tôi rất nhiều. Đa số đang ở trong một cái giai đoạn, một cái thời kỳ rất là sung sức trong công tác biên tập, trong công tác phóng viên. Thì sống trong một đội ngũ trẻ như thế này, mình cảm thấy là yêu đời hơn, có nhiều năng lực hơn và cũng tiếp tục có cái khát khao được đóng góp luôn cho xã hội thông qua cái công tác báo chí này. Ai cũng biết, đồng nghiệp là làm việc cùng nhau. Tôi thấy điều này chưa đủ. Chị Hương, chị thấy khái niệm này nó có to lớn không? Tôi không biết anh Cường suy nghĩ thế nào, nhưng với tôi thì đồng nghiệp cũng là khái niệm của tôi là ăn cùng nhau, thậm chí là ngủ cùng nhau. Nhưng anh đừng hiểu lầm nhé, ngủ là ngủ trưa thôi ạ. Thậm chí có thể là ngủ tối vì chúng tôi có thể đi công tác cùng với nhau. Còn thời gian có khi là động bên nhau khi còn nhiều hơn ở nhà với chồng ạ. Thế còn anh Cường thì thế nào ạ? Tôi cũng đồng ý với chị, đúng là một ngày chúng ta có 8 đến 12 tiếng làm việc ở cơ quan, rồi thời gian ngủ thì thời gian mà với gia đình sẽ ít hơn rất nhiều. Vâng, cảm ơn anh ạ. Thế Kiềng ba trụ đang tạo nên nền tảng vững chắc cho những mục tiêu phát triển cao hơn của Thời báo Kinh tế Việt Nam trong năm 2019. Trụ thứ nhất được xem là trụ cốt lõi của Thời báo Kinh tế Việt Nam, đó là khối phóng viên, biên tập viên và sản xuất nội dung các phẩm báo chí. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của giáo sư tổng biên tập, hai ban biên tập tiếng Việt và tiếng Anh là đầu não tổ chức triển khai sản xuất nội dung báo chí. Ban biên tập tiếng Việt gồm các ấn phẩm báo giấy Thời báo Kinh tế Việt Nam, báo điện tử Thời báo Kinh tế Việt Nam VN Economy, ấn phẩm tư vấn và tiêu dùng. Ban biên tập tiếng Anh gồm tạp chí Tháng Việt Nam Economic Times, The Guide và các ấn phẩm điện tử Việt Nam Economic Times. Các cuộc họp giao ban hàng tuần của hai ban biên tập và giao ban hàng ngày triển khai đề tài của ban phóng viên là cơ sở đảm bảo cho những sản phẩm báo chí của Thời báo Kinh tế Việt Nam luôn đến với độc giả nhanh nhất và chất lượng nhất. Bạn này giữ tiền của cậu ăn, bạn này giữ tiền này. Đấy. Bà ngồi đây nhưng mà cầm rất nhiều tiền. Không mai cho phí. Ở đây, do đặc thù của hai ban biên tập đại diện cho hai ngôn ngữ nên các cuộc họp giao ban hay triển khai công việc tại phòng đều phải đảm bảo những nguyên tắc bất di bất dịch, đó là ban biên tập tiếng Việt thì phải luôn giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, còn ban biên tập tiếng Anh thì nói tiếng Việt sẽ bị phạt, trừ biên tập viên chuyên gia edit ngôn ngữ anh John. Anh tên là John, anh sống ở Việt Nam 15 năm rồi, làm cho vẹt 15 năm rồi, anh là biên tập viên cho Vet, The Guide, Vet Online. Anh sẽ sống ở Việt Nam mãi mãi. Anh thấy
may mắn làm cho về công việc ở đây và anh rất vui về đây. Song hành cùng với chủ lõi, cột nội dung đó chính là truyền thông và sự kiện. Với xu hướng phát triển tất yếu của báo chí và truyền thông quốc tế, mảng truyền thông và sự kiện được xem là hình thức làm báo tương tác, tương hỗ hiệu quả cho công tác báo chí trên các ấn phẩm. Đây lại chính là thế mạnh của Thời báo Kinh tế Việt Nam trong những năm qua, năm 2019 và thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh mảng hoạt động này, đặc biệt với các ấn phẩm The Guide, tư vấn tiêu dùng, tăng cường các chương trình truyền thông và sự kiện ở nhiều quy mô và phương thức khác nhau, xem đây là trọng tâm hoạt động để hỗ trợ, đóng góp thêm cho sự phát triển nội dung các ấn phẩm cũng như thúc đẩy doanh số của Thời báo Kinh tế Việt Nam. Trụ thứ hai được xem là trụ thúc đẩy đòn bẩy, đó chính là khối thương mại. Đầu tàu khối thương mại là phòng quảng cáo. Mời quý vị hãy cùng tới phòng quảng cáo để xem khí thế thúc đẩy của Thời báo Kinh tế Việt Nam như thế nào. Đến đúng lúc em. Phòng mình hôm nay có sự kiện gì mà rộn rã thế? Hôm nay phòng mình tổ chức liên hoan chúc mừng tất cả các báo xuân. Năm nay chúng mình đạt được thành tích rất là cao. Và năm mới luôn chị. 20 năm đôi. Mình làm về Thời báo thì năm nay là năm doanh số báo xuân cao nhất. Trời đạt ơi. Đạt được 2 tỷ 230 triệu. Ôi giời. Chúc mừng. Riêng Hà Nội đạt được 1 tỷ. Được gần bằng năm ngoái. Bởi vì là thực sự năm nay các bạn cũng đã rất nỗ lực rồi. Nhưng mà cũng là có thể là do thị trường. Chúng mình muốn làm cái báo xuân tốt như vậy để tặng tổng biên tập. Đây là bó hoa đẹp nhất nhân dịp năm mới, gửi tặng tổng biên tập cũng như là toàn bộ ban lãnh đạo cơ quan. Năm vừa qua thì tôi đã cố gắng hết mình và nỗ lực hết mình và đã đạt được những cái mục tiêu mà tôi đặt ra. Tôi cũng đây không phải là chỉ cái này, không phải đây không phải chỉ là cái sự nỗ lực của cá nhân tôi mà tôi còn cả sự nỗ lực của tất cả mọi người đã hỗ trợ tôi để tôi hoàn thành tốt công việc. Và tôi cũng hy vọng là một cái năm tới thì sẽ khởi sắc hơn nữa. Thường trực tại nhà in trong đêm hôm khuya vắng, nhận báo và chuyển báo khi bình minh chưa ló dạng, ngồi tại văn phòng tiếp cận bằng điện thoại hay rảo bước tới từng vùng miền, địa phương, doanh nghiệp để marketing và gửi báo. Đó là đặc thù của công tác phát hành. Công tác phát hành được xem là quan trọng trong chuỗi sản xuất sản phẩm báo chí. Với sự thay đổi của bối cảnh công nghệ mới, công tác phát hành trong thời gian tới cần có những thay đổi có tính linh hoạt và phù hợp hơn để đảm bảo và nâng cao chất lượng phát hành các ấn phẩm báo chí. Trụ thứ ba chính là trụ nền tảng để duy trì mọi sự vận động và hoạt động của cơ quan Thời báo Kinh tế Việt Nam. Trụ này gồm văn phòng Thời báo Kinh tế Việt Nam, phòng tài chính, công ty ấn hành, ban quản lý bất động sản. Chịu trách nhiệm đầu mối, giữa mối và cuối mối, đảm bảo sự vận hành thông suốt của tất cả các bộ phận phòng ban chính là công việc của văn phòng. Nhiều việc như vậy nhưng chỉ có tiếng cộp dấu là mạnh nhất, còn lại là đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Mọi công việc cứ chạy băng băng, cứ nhẹ nhàng như đẩy xe hàng vậy. Đây là âm thanh quen thuộc của khu vực tầng 4 tòa nhà 96. Ai cũng có thể cảm nhận được ngay khi thang máy dừng tại tầng 4. Những ngày cuối năm, khi gần 200 cán bộ, phóng viên, nhân viên đều hướng về phòng tài chính, thì hẳn là không khí làm việc ở đây đang rất căng và thẳng. Và chắc là không màng đến việc đào quất ra sao. Nhưng không, cành đào đẹp nhất đã ở vị trí đẹp nhất. Hoa đã bung nở, không khí mùa xuân đã ngập tràn. Bởi lẽ, mọi công thức tính toán đã xong, con số đã nổi lên rồi, chỉ cần ấn lệnh là tiếng tinh tinh sẽ cất đồng thời tới điện thoại của tất cả các thành viên của gia đình Thời báo. Đây, đến đây, đấy, đến đây. Ban quản lý bất động sản tiền thân là công ty dịch vụ ấn hành Thời báo Kinh tế Việt Nam cũng là thành viên quan trọng, vừa vị trí quản lý đảm bảo cơ sở vật chất ổn định, vừa thực hiện công tác thương mại cho thuê bất động sản, đóng góp vào nguồn thu để duy trì vận hành và phát triển Thời báo Kinh tế Việt Nam.
Những nỗ lực của một năm làm việc của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên Thời báo Kinh tế Việt Nam ở cả hai đầu đất nước đã làm nên những kết quả to lớn, giá trị và ý nghĩa. Những bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương cùng những giải thưởng trao cho các tác phẩm báo chí của Thời báo Kinh tế Việt Nam cho năm qua là sự ghi nhận kịp thời, làm động lực to lớn cho chúng ta tiếp tục phấn đấu và đạt được những thành tích cao hơn nữa. Với sự lãnh đạo tài ba và sáng suốt của giáo sư Đào Nguyên Cát, người chèo lái con thuyền Thời báo Kinh tế Việt Nam trong suốt gần 30 năm qua, đã vững vàng đi qua những sóng gió, những thăng trầm để xoay chuyển những thách thức thành cơ hội, tạo thêm độ vững chãi, hun đúc ý chí cho những thế hệ lãnh đạo, cán bộ cốt cán, đã và đang cùng với giáo sư, tổng biên tập ở đây để cùng phát triển cho Thời báo Kinh tế Việt Nam hôm nay và mai sau. Với ba trụ cột, một thế kiềng ba chân là sức mạnh bó đũa để thực thi những quyết sách của tổng biên tập để đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu năm 2019 và các năm tiếp theo. Chương trình tổng hợp bản tin thời sự đặc biệt năm 2018 đến đây là kết thúc. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tổng hợp thời sự năm con ùn ỉn Kỷ Hợi 2019. Lần đầu làm chuyện này có những sai sót, mong quý vị lưu ý. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.